Tay con đau đâu Isuka? Tay đau đâu? Tay nào tao? Ừ, tay đó đau hả con? Ừ, chứ cặp kẹp hoài là quen cái gì kìa. Đưa tay phải cho cha đi. Đưa tay phải này nè. Cha, tay phải con đâu? Đưa tay cho coi coi. Đưa tay phải cho cha coi ra. Cái tay phải cứ kẹp vậy thôi không kìa.